Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Sa Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 21, Quyển 60 Phẩm và Pháp Giới thứ 39, Phần 1. Giảng giải. Pháp giới làm thế nào có thể vào, có thể ra? Pháp giới này vốn là vô sở bất tại, vô tại vô bất tại, tức chẳng ra cũng chẳng vào. Tại sao lại nói phẩm và pháp giới? Nghĩa là nói phẩm và pháp giới này, tức là nói phẩm pháp giới này. Do đó, nói phẩm pháp giới này khiến cho chúng sinh biết, để có thể cùng với pháp giới này hợp mà làm một, hai mà chẳng hai, cho nên nói phẩm vào pháp giới. Pháp giới là gì? Do đó có câu, thô ngôn và tế ngữ đều quy đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa đại biểu cho pháp giới. Bất cứ nói như thế nào đều chẳng ra ngoài pháp giới, cho nên nói vô bất tùng thử pháp giới lưu, vô bất hoàn quy thử pháp giới, nghĩa là không có gì mà chẳng phải từ pháp giới này mà ra, không có gì mà chẳng trở về pháp giới này. Vậy vào pháp giới tức là vào pháp giới đại học. Bạn đến pháp giới đại học để học, tức là vào phẩm pháp giới. Đại học này cũng là vô tại, vô sở bất tại, không chỗ nào mà chẳng có, tận hư không khắp pháp giới, đều bao quát ở trong pháp giới này, chẳng ra cũng chẳng vào. Bạn đến đây học tập, tức là vào phẩm pháp giới rồi. Cho nên khi chúng ta giảng phẩm vào pháp giới này rồi, thì học sinh ôn ôn kéo đến càng ngày càng nhiều, nhiều như hạt bụi. Có người nói, pháp sư, ngài giảng điểm này chẳng có căn cứ gì hết. Không sai, lời tôi nói chẳng có căn cứ. Nếu muốn có căn cứ thì chẳng phải là pháp giới. Muốn có căn cứ cũng chẳng phải là hư không. Tôi đang đối trước hư không mà nói pháp hư không, đối trước pháp giới mà nói đạo lý pháp giới. Do đó các vị đừng tìm căn cứ. Muốn tìm ra căn cứ thì có sự chấp trước, thì có sự chướng ngại, thì chẳng phải là pháp giới. Pháp giới chẳng tốt cũng chẳng xấu, chẳng thành cũng chẳng bại. Cho nên tôi nói học sinh nhiều như số hạt bụi. Ai có thể chạy ra khỏi pháp giới? Chạy không khỏi được. Cuối cùng vẫn ở trong hư không. Cho nên phẩm vào pháp giới này không cần gọi là phẩm vào pháp giới, mà gọi là phẩm nói pháp giới cũng được. Vì chúng ta chúng sinh chẳng biết pháp giới này, cho nên Phật vì chúng ta nói phẩm pháp giới này, khiến cho chúng sinh minh bạch pháp giới này chẳng có gì mà không dung nạp, vô sở bất dung, chẳng có gì mà không bao quát, vô sở bất bao. Phẩm này là phẩm thứ 39 trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn giảng giải. Bấy giờ là lúc nào? Tôi cũng chẳng biết là lúc nào. Bấy giờ vốn là lúc bấy giờ, tức là lúc hiện tại chúng ta đang ở tại Vạn Phật Thành giảng Kinh Hoa Nghiêm. Có người nói vậy thì không đúng. Không đúng ư? Tôi lại giảng một thời cho các vị nghe, tức là lúc Phật Thích Ca Mâu Ni đối với các vị Đại Bồ Tát này giảng phẩm pháp giới Kinh Hoa Nghiêm. Có người nói như vậy thì gần đúng. Gần đúng ư? Cách xa chẳng đủ gần, vẫn cách xa. Do đó sai một ly đi ngàn dặm. Bấy giờ này, tức là lúc trong tâm bạn có phẩm pháp giới này. Lúc bấy giờ là không trước cũng không sau, cũng không hiện tại, tức là lúc bấy giờ. Có người nói lúc bấy giờ, tôi vốn chưa từng nghe qua. Bạn chưa từng nghe qua thì bây giờ nghe, tức là lúc bấy giờ. Vậy tại sao phải chấp trước chưa từng nghe qua? Rất nhiều đạo lý bạn vốn chưa từng nghe qua, rất nhiều thức ăn bạn vốn chưa từng ăn qua. Vậy bạn đừng ngại ăn một chút thức ăn mới, nếm một chút hương vị tươi mới. Bấy giờ này lại có thể nói là lúc vô lượng kiếp về trước, lúc ban đầu một vị Phật nói phẩm pháp giới Kinh Hoa Nghiêm. Có người nói lúc đó thì quá xa. Vậy tôi nói trong tâm, bạn lại nói chẳng nghe qua. Nói lâu xa thì bạn lại nói quá xa. Vậy làm thế nào? Như vậy lại giải thích. Một thời, bấy giờ. Một thời nào? Tức là lúc bạn muốn nghe Kinh Hoa Nghiêm. Lúc tôi muốn nghe Kinh Hoa Nghiêm, tức là bấy giờ. Đức Thế Tôn là bậc thế xuất thế tôn kính. Chẳng những người nhân gian phải tôn trọng ngài, mà chư thiên trên trời cũng phải tôn trọng ngài, nên gọi là Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tiếng Phạn là Bạt Giả Phạm, gồm có 6 nghĩa. 1. Tự tại là vĩnh viễn chẳng còn các phiền não. 2. Xí thạnh vì trí huệ quang minh rực rỡ sáng ngời. 3. Đoàn nghiêm vì 32 tướng tốt trang nghiêm.
bốn danh xưng, vì tất cả công đức thủ thắng viên mãn chẳng đâu mà không biết. Năm cát tường, vì tất cả thế gian gần gũi cúng dường đều khen ngợi. Sáu tôn quý, đủ tất cả công đức, thường khởi phương tiện lợi ích thế gian, an lạc tất cả không lười bỏ. Ở tại nước Thất La Phiệt, trong rừng Thẻ Đa, vườn Cốc Cô Độc, lầu Các Đại Trang Nghiêm, Thất La Phiệt tức là nước Xá Vệ. Nước này sinh ra nhiều nhân vật thông minh, tài giỏi. Thành này có bốn đức: một, phong cảnh, vì nhiều phong cảnh đẹp; hai, tài vật, vì bảy báu đẹp lạ đều có; ba, thánh pháp, vì tam tạng thánh pháp đều có đủ; bốn, giải thoát, vì ai ai cũng đều có phần thiện giải thoát, người được giải thoát rất nhiều. Rừng, vì chỗ này có rất nhiều người ở, ở đó tu đạo nhập định cho nên gọi là rừng. Thẻ Đa là tiếng Phạn dịch là chiến thắng, tức Thái tử Kỳ Đà. Vì khi Thái tử vừa sinh ra thì vua cha đánh thắng trận cho nên y theo đó mà đặt tên. Vườn này vốn thuộc về Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà bán cho trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc dùng vàng lót đầy hết khu vườn để mua khu vườn này, nhưng vàng không thể lót hết cây cối hết được, cho nên cây cối trong vườn là của Thái tử Kỳ Đà cúng cho Đức Phật, cho nên nói vườn Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Đó là danh từ Thái tử và trưởng giả hai người hợp thành. Cấp là bố thí, Cô Độc là già mà không vợ gọi là quan, già mà không chồng gọi là quả, già mà không con gọi là độc, trẻ mà không cha là cô, tuổi già chẳng có con cái gọi là độc, độc phu độc phụ là chẳng có con cái, người già chẳng có vợ gọi là độc phu hoặc là độc phụ. Vườn tức là vườn rừng. Cấp Cô Độc, tiếng Phạn là Tu Đạt Đa, nghĩa là trướng tế vô y. Đây là chỉ trường giả Cấp Cô Độc, trường giả đức, biểu thị đủ pháp tài, vì hay kiến tất cả chứng pháp giới. Lầu Các Đại Trang Nghiêm, Đức Phật ở tại đó kiến lập đạo tràng. Lầu Các là nơi nói pháp lớn cỡ như Vạn Phật Thành. Chúng ta hãy coi Vạn Phật Thành là vườn Cấp Cô Độc. Thần đang ở trong cảnh ấy, đang ở đó giảng kinh thuyết pháp, nói kinh Hoa Nghiêm, pháp giới đại học, tức là Đại Lầu Các Trang Nghiêm. Hiện tại các bạn có hiểu không? Không cần trở về mấy ngàn năm về trước, nghe đến Đại Lầu Các Trang Nghiêm trong rừng Thẻ Đa, vượt Cấp Cô Độc Ấn Độ, chạy xa quá, quá khổ cực. Tôi nói không cần mua vé máy bay, không cần mua vé xe lửa đều có thể tưởng tượng đến, nhưng phải khởi nhiều vọng tưởng, lãng phí rất nhiều xăng dầu. Hiện nay chỉ cần nhắm mắt lại xem thì pháp giới đại học, tức là Đại Lầu Các Trang Nghiêm, do đó có câu xa thì ở tận chân trời, gần thì ở ngay trước mắt. Vậy chúng ta hãy xem Vạn Phật Thành ở ngay trước mắt là vườn Cấp Cô Độc, là Đại Lầu Các Trang Nghiêm, đừng chạy đi tìm nơi xa xôi quá. Với các Đại Bồ Tát 500 người tụ hội. Ở trong Đại Lầu Các Trang Nghiêm có các Đại Bồ Tát cùng có 500 người. 500 người, các vị có thể thấy Bồ Tát cùng là người. Chẳng phải người thì là gì, cho nên Bồ Tát có 500 người. Ở trong đó gồm có những vị nào? Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Có Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù làm lãnh tụ ở trong chúng Bồ Tát. Danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Quang Diệm Tràng, Bồ Tát Tu Di Tràng, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Vô Ngại Tràng, Bồ Tát Hoa Tràng, Bồ Tát Ly Cấu Tràng, Bồ Tát Nhật Tràng, Bồ Tát Diệu Tràng, Bồ Tát Ly Trần Tràng, Bồ Tát Phổ Quang Tràng. Những vị kia đó là Bồ Tát Quang Diệm Tràng, quang diệm của ngài như tràng báu; Bồ Tát Tu Di Tràng, tràng báu của vị Bồ Tát này lớn như núi Tu Di. Lại có vị Bồ Tát dùng các thứ báu làm tràng báu, đó là Bồ Tát Bảo Tràng. Lại có vị Bồ Tát Vô Ngại Tràng, lại có vị Bồ Tát Hoa Tràng, lại có vị Bồ Tát Ly Cấu Tràng, lại có vị Bồ Tát Nhật Tràng, lại có vị Bồ Tát Diệu Tràng, lại có vị Bồ Tát Ly Trần Tràng. Ly trần và ly cấu tuy không khác nhau lắm, nhưng trần, bụi trần là vi tế, cấu là rất nhiều bụi trần. Như vậy rất nhiều bụi trần cũng liệt khỏi, bụi trần rất vi tế cũng chẳng còn nữa, cho nên xưng là Bồ Tát Ly Trần Cấu. Lại có vị Bồ Tát Phổ Quang Tràng, 10 vị Bồ Tát Tràng này biểu hướng vì hạnh đức rất cao. Bồ Tát Địa Oai Lực, Bồ Tát Bảo Oai Lực, Bồ Tát Đại Oai Lực, Bồ Tát Kim Cang Trí Oai Lực, Bồ Tát Ly Trần Cấu Oai Lực, Bồ Tát Chánh Pháp Nhật Oai Lực, Bồ Tát Công Đức Sơn Oai Lực, Bồ Tát Trí Quang Ảnh Oai Lực, Bồ Tát Phổ Cát Tường Oai Lực. Những vị Đại Bồ Tát này
đều có oai lực rất lớn, có thể rời núi lấp biển, biến hóa thế giới tự tại. Do đó có câu: nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, ngồi chốc hạt bụi truyền đại pháp luân. Trong chúng hội lại có Bồ Tát đang ngủ, lại có Bồ Tát đang khởi vọng tưởng, lại có Bồ Tát đang nằm mộng. Bồ Tát có nhiều như thế, đại khái Bồ Tát ngủ thì phải tỉnh dậy, Bồ Tát khởi vọng tưởng thì trở về, đại khái phải đến nghe phẩm vào pháp giới. Chính vì Bồ Tát oai lực này là biểu hạnh vì hai tấn hạnh: Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Nhiệt Tạng, Bồ Tát Tịnh Đức Tạng, Bồ Tát Phát Ấn Tạng, Bồ Tát Quang Minh Tạng, Bồ Tát Tề Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Đức Tạng. Bởi vì Bồ Tát Tạng này biểu địa vì hai tấn tu: Bồ Tát Thiện Nhãn, Bồ Tát Tịnh Nhãn, Bồ Tát Ly Cấu Nhãn, Bồ Tát Vô Ngại Nhãn, Bồ Tát Phổ Kiến Nhãn, Bồ Tát Thiện Quán Nhãn, Bồ Tát Thanh Liên Hoa Nhãn, Bồ Tát Kim Cang Nhãn, Bồ Tát Bảo Nhãn, Bồ Tát Hư Không Nhãn, Bồ Tát Hỷ Nhãn, Bồ Tát Phổ Nhãn. Bởi vì Bồ Tát nhãn này biểu dài hiểu vì hay chiếu pháp: Bồ Tát Thiên Quan, Bồ Tát Phổ Chiếu Pháp Giới Trí Huệ Quan, Bồ Tát Đạo Tràng Quan, Bồ Tát Phổ Chiếu Thập Phương Quan, Bồ Tát Nhất Thiết Phật Tạng Quan, Bồ Tát Siêu Xuất Nhất Thiết Thế Gian Quan, Bồ Tát Phổ Chiếu Quan, Bồ Tát Bất Khả Hoại Quan, Bồ Tát Trì Nhất Thiết Như Lai Sư Tử Tòa Quan, Bồ Tát Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quan. Bởi vì Bồ Tát quan này thuộc về Bồ Tát địa thứ nhất, vì sơ địa là quan đầu tiên của các địa, quang của đàn quan các hạnh. Bồ Tát Phạm Vương Kế, Bồ Tát Long Vương Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Hóa Phật Quang Minh Kế, Bồ Tát Đạo Tràng Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Huyện Hải Âm Bảo Vương Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Phật Quang Minh Mani Kế, Bồ Tát Thị Hiện Nhất Thiết Hư Không Bình Đẳng Tướng Mani Vương Tràng Nghiêm Kế, Bồ Tát Thị Hiện Nhất Thiết Như Lai Thần Biến Mani Vương Tràng Võng Thùy Phú Kế, Bồ Tát Xuất Nhất Thiết Phật Truyền Pháp Luận Âm Kế, Bồ Tát Thuyết Tam Thế Nhất Thiết Danh Tự Âm Kế. Mười vị Bồ Tát kế này là thuộc về địa thứ hai, biểu thị trì giới vô cấu vì kiểm thúc tôn cao: Bồ Tát Đại Quang, Bồ Tát Ly Cấu Quang, Bồ Tát Bảo Quang, Bồ Tát Ly Trần Quang, Bồ Tát Diệm Quang, Bồ Tát Pháp Quang, Bồ Tát Tịnh Tĩnh Quang, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Tự Tại Quang, Bồ Tát Thiên Quang. Mười vị Bồ Tát quang này thuộc về địa thứ ba, vì biểu thị phát văn trì quang chiếu pháp nhẫn: Bồ Tát Phước Đức Tràng, Bồ Tát Trí Huệ Tràng, Bồ Tát Pháp Tràng, Bồ Tát Thần Thông Tràng, Bồ Tát Quang Tràng, Bồ Tát Hoa Tràng, Bồ Tát Mani Tràng, Bồ Tát Bồ Đề Tràng, Bồ Tát Phạm Tràng, Bồ Tát Phổ Quang Tràng. Mười vị Bồ Tát tràng này là thuộc về địa thứ tư, vì biểu thị diệm huệ tinh tấn vượt qua thế gian cao vời, hơn nữa đạo phẩm phục hoặc vì tinh tấn phục mạng: Bồ Tát Phạm Âm, Bồ Tát Hải Âm, Bồ Tát Đại Địa Âm, Bồ Tát Thế Chủ Âm, Bồ Tát Sơn Tướng Kích Âm, Bồ Tát Biến Nhất Thiết Pháp Giới Âm, Bồ Tát Trấn Nhất Thiết Pháp Hải Lôi Âm, Bồ Tát Hàng Ma Âm, Bồ Tát Đại Bi Phương Tiện Vân Lôi Âm, Bồ Tát Tức Nhất Thiết Thế Gian Khổ An Ủy Âm. Mười vị Bồ Tát âm này là thuộc về địa thứ năm, biểu thị thiền định phát sinh vì nan thắng duyệt cơ: Bồ Tát Pháp Thượng, Bồ Tát Thắng Thượng, Bồ Tát Trí Thượng, Bồ Tát Phước Đức Tu Di Thượng, Bồ Tát Công Đức San Hô Thượng, Bồ Tát Danh Sơn Thượng, Bồ Tát Phổ Quang Thượng, Bồ Tát Đại Bi Thượng, Bồ Tát Trí Hải Thượng, Bồ Tát Phật Chủng Thượng. Mười vị Bồ Tát Thượng này thuộc về địa thứ sáu, vì biểu thị Bát Nhã Hiện Tiền Tối Tôn Thượng: Bồ Tát Quang Thắng, Bồ Tát Đức Thắng, Bồ Tát Thượng Thắng, Bồ Tát Phổ Minh Thắng, Bồ Tát Pháp Thắng, Bồ Tát Nguyệt Thắng, Bồ Tát Hư Không Thắng, Bồ Tát Bảo Thắng, Bồ Tát Tràng Thắng, Bồ Tát Trí Thắng. Mười vị Bồ Tát Thắng này thuộc về địa thứ bảy, vì biểu hiện viễn hành phương tiện trong có hạnh thủ thắng: Bồ Tát Sa La Tự Tại Vương, Bồ Tát Pháp Tự Tại Vương, Bồ Tát Tượng Tự Tại Vương, Bồ Tát Phạm Tự Tại Vương, Bồ Tát Sơn Tự Tại Vương, Bồ Tát Chúng Tự Tại Vương, Bồ Tát Tốc Tật Tự Tại Vương, Bồ Tát Tịch Tĩnh Tự Tại Vương, Bồ Tát Bất Động Tự Tại Vương, Bồ Tát Thế Lực Tự Tại Vương, Bồ Tát Tối Thắng Tự Tại Vương. Bởi một vị Bồ Tát Tự Tại Vương này thuộc về địa thứ 8, vì biểu thị tướng dục bất động, đại nguyện vô ngại: Bồ Tát Tịch Tĩnh Âm, Bồ Tát Vô Ngại Âm, Bồ Tát Địa Trấn Âm, Bồ Tát Hải Trấn Âm, Bồ Tát Vân Âm, Bồ Tát Pháp Quang Âm, Bồ Tát Hư Không Âm, Bồ Tát Thuyết Nhất Thiết Chúng Sinh Thiện Căn Âm, Bồ Tát Thị Nhất Thiết Đại Nguyện Âm, Bồ Tát Đạo Tràng Âm.
10 vị Bồ Tát âm này thuộc về địa thứ 9 vì biểu thị thiện huệ diễn pháp tự được sinh. Bồ Tát Tu Di Quang Giác, Bồ Tát Hư Không Giác, Bồ Tát Ly Nhiễm Giác, Bồ Tát Vô Ngại Giác, Bồ Tát Thiện Giác, Bồ Tát Phổ Chiếu Tam Thế Giác, Bồ Tát Quảng Đại Giác, Bồ Tát Phổ Minh Giác, Bồ Tát Pháp Giới Quảng Minh Giác. 9 vị Bồ Tát Giác này thuộc về địa thứ 10 vì biểu thị pháp vân thọ chức vào Phật số. Các đại Bồ Tát như vậy gồm có 500 người tụ hội. Các vị đại Bồ Tát Pháp Giới Đại Học như vậy gồm có 500 người tụ hội. Các Bồ Tát này thầy đều thành tựu hạnh nguyện phổ hiền. Ở trước nói là Bồ Tát lãnh tụ trong chúng Bồ Tát. Những vị Bồ Tát còn lại vì số mục quá nhiều không thể nói ra hết danh hiệu của từng vị Bồ Tát được, cho nên nói những vị Bồ Tát này. Các Bồ Tát này tức là 500 vị Bồ Tát, cho nên gọi là các, chữ các là nhiều, rộng, chúng vậy. Nếu chiếu theo chữ nghĩa để giảng thì các còn có thể nói là một vị. Có người nói Pháp Sư Ngài giảng sai rồi, chữ các bất cứ ở đâu cũng đều giải thích về số nhiều, sao Ngài lại nói là một? E rằng mọi người nói Ngài vị Pháp Sư không biết chữ, Ngài giảng kinh sai. Như vậy tôi giảng kinh sai, tôi đều dám giảng. Các bạn giảng không sai, sao bạn lại không dám giảng? Còn có người nói là tôi muốn giảng nhưng Ngài không kêu tôi giảng. Hiện tại đang giảng cho bạn nghe, tại sao chữ các lại nói là một vị? Đây là một lời trợ từ, vì là lời trợ từ cho nên có thể nói là một. Vì một tức là nhiều, nhiều tức là một. Tại sao có nhiều? Do rất nhiều một tích lũy mà thành nên gọi là nhiều. Tại sao gọi là một? Vì đem nhiều phân ra thành một, thành một thì gọi là một. Cho nên lời trợ từ này có thể giảng là một. Do đó có câu một gốc tán làm vạn thủ, vạn thủ quy về một gốc. Vậy rất nhiều Bồ Tát là do một vị Bồ Tát hợp lại tức thành nhiều. Cho nên nhiều Bồ Tát cũng có thể nói là một Bồ Tát. Đây tức là đạo lý một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một. Các vị Bồ Tát này bất cứ bao nhiêu thầy đều thành tựu mười hạnh của Bồ Tát phổ hiền. Cảnh giới vô ngại tức là đạt đến giai đoạn người chuyển cảnh giới, mà cảnh giới không chuyển được người, chẳng phải người bị cảnh chuyển mà là cảnh bị người chuyển. Chẳng phải người chạy theo cảnh giới mà là cảnh giới chạy theo người. Đừng có xem sự việc đơn giản, con người cần phải có định lực thì mới không bị cảnh giới chuyển. Do đó có câu mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Tại sao bên trong chẳng có không dính mắc, còn mắt nhìn thấy lại chẳng phải là mù? Sao lại bên trong chẳng có? Bên trong không có tức là chẳng chú ý hình sắc bên ngoài, tức cũng chẳng chấp trước vào hình sắc. Do đó có câu thấy như chẳng thấy, nghe như chẳng nghe, nhìn mà chẳng thấy, thính mà chẳng nghe, ngửi mà chẳng có mùi vị. Đây tức là mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe âm thanh thế gian mà trong tâm chẳng hay biết. Trong tâm chẳng hay có phải là ngủ chăng? Khi ngủ nếu bạn nghe được âm thanh thì đó tức là bạn đã ngủ. Tâm chẳng hay chẳng phải là một khúc gỗ, chẳng phải là hòn đá chăng? Bên trong chẳng có tâm chẳng hay. Đây chẳng phải là khúc gỗ hoặc hòn đá mà là chẳng bị cảnh giới lay chuyển dao động. Bất cứ tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều, năm dục này đều không bị nó làm dao động. Vậy chẳng bị nó làm dao động phải làm thế nào? Thì phải có định lực. Có định lực lại có thể nói là núi Thái đổ xuống trước mắt mà chẳng sợ, chẳng vì vậy mà kinh sợ. Đổ xuống trước mắt hay không đổ xuống trước mắt cũng vậy thôi. Do đó có câu mỹ nữ trước mắt mà chẳng động, lại có thể nói là mỹ nam trước mắt mà chẳng động. Nước Mỹ là quốc gia khai phóng nữ quyền, người nữ được giải phóng tự do. Nếu quyền lợi của người phụ nữ chẳng đề cao thì họ sẽ phản đối, cho nên câu này tôi đổi lại là mỹ nam trước mắt mà chẳng động. Ở trước mắt cũng như không ở trước mắt, tùy mỹ nữ ở trước mắt cũng giống như chẳng ở trước mắt. Đó tức là có định lực. Bạn đừng khởi vọng tưởng, thấy như chẳng thấy, đó tức là định lực. Cảnh giới vô ngại, vì khắp cùng tất cả cõi nước chư Phật hiện thân vô lượng, vì gần gũi tất cả các Như Lai, mắt tịnh không chướng ngại, vì thấy tất cả việc thần thông biến hóa của Phật, nơi đến không giới hạn, vì luôn đến khắp chỗ tất cả Như Lai thành chánh giác, quang minh không bỏ mé, vì dùng trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả biển thật pháp, thuyết pháp vô tận,
Vì biện tài thanh tịnh vô biên tế kiếp không cùng tận, trí huệ đồng cõi hư không, vì sở hành đều thanh tịnh, không chỗ y trì, vì tùy tâm chúng sinh hiện sắc thân, trừ diệt mà ngu si, vì biết rõ có chúng sinh, không chúng sinh, trí đồng hư không, vì dùng lưới đại quang minh, chiếu hút pháp giới. Bạn muốn được cảnh giới vô ngại, thì đừng có phiền não, đây chẳng phải là việc một sớm một chiều, mang bệnh gì cũng chẳng còn nữa. Cảnh giới của Bồ Tát là đầy khắp tất cả cõi Phật, mà không có chướng ngại. Ngài hay hiện thân trong tất cả cõi nước chư Phật mà chẳng lìa khỏi bồn tòa, cho nên nói hiện thân vô lượng vì gần gũi tất cả Như Lai. Một làm vô lượng làm một, chẳng biết có bao nhiêu, tức là một làm vô lượng làm một, nguyên lai tức là một. Do đó tùy chẳng biết số nguyên nhân. Bạn hỏi tôi bao nhiêu? Một, uống bao nhiêu nước trái cây? Một, ăn bao nhiêu cơm? Một, mặc bao nhiêu quần áo? Một, tôi là một hòa thượng, chẳng phải nhiều lắm. Mắt tịnh không chướng ngại, tức là thấy khắp hết thảy tất cả cảnh giới của Phật, vì Ngài đều thấy được mà không có chướng ngại nào. Chẳng giống như mắt thịt phàm phu chúng ta bị màng vô minh chướng che, do đó chẳng thấy rõ thời tướng của các pháp. Chỗ Bồ Tát đến chẳng có sự giới hạn, là tự do bình đẳng. Tất cả Như Lai, tức cũng là tất cả chư Phật, bất cứ một vị Phật nào khi thành Phật thì những Bồ Tát này đều đến đạo tràng của vị Phật đó, tùy hỷ khen ngợi, cung kính, cúng dường. Quang minh của Ngài cũng chẳng có bờ mé, vì Ngài hay dùng trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả biển pháp chân thật. Ngài thuyết pháp chẳng khi nào cùng thận, đó là do Ngài có biện tài thanh tịnh, không biết trải qua bao nhiêu đại kiếp cũng không khi nào cùng tận. Ngài và cõi hư không đều bình đẳng vì trí huệ sở hành của Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Ngài cũng chẳng có chỗ ý chỉ, chẳng có nhất định. Do đó có câu, không có pháp cố định, đó gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì Ngài hay tùy thuận tâm chúng sinh mà thể hiện sắc thân. Ngài hay trừ diệt sự ngu si của chúng sinh và người mù nhìn chẳng thấy. Vì Ngài minh bạch cõi chúng sinh cũng đều do hư không biến hóa ra mà có. Vì vốn cũng chẳng có chúng sinh có thể độ, trí huệ của Ngài đồng với hư không. Vì Ngài dùng lưới đại quang minh chiếu sáng pháp giới, chiếu sáng tận hư không khắp pháp giới hết thảy tất cả mọi nơi. Các vị nên dùng trí huệ của mình để suy ngẫm xem chu giảng của tôi và kiến giải của các vị có gì khác nhau, hoặc có chỗ nào giảng sai, hoặc có chỗ nào giảng đúng, chiếu theo trí huệ của từng người các bạn để thâm nhập nghiên cứu lại. Các vị hãy nhìn xem các vị có kiến giải gì, lối nhị pháp như thế nào, đối với nghĩa lý kinh điển có chỗ nào thấy, có chỗ thấy nào đặc biệt độc đáo, đặc biệt giảng pháp. Đừng ngại hãy để ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu. Cũng đừng cho rằng những gì tôi giảng đều là đúng. Tâm địa pháp môn của mỗi người đều có vô lượng trí huệ, để có thể vận dụng vô lượng trí huệ đó để đại triển hồng đồ. Đừng có giấu nó ở bên trong. Do đó có câu, hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang, nghĩa là trên thân có châu báu mà lầm lạc vào nước khác. Ví như khi Phật nói kinh Hoa Nghiêm là hiện thân pháp giới, nói kinh pháp giới, Ngài có thể đem thời gian phía trước vị lai rời về phía sau quá khứ, thời gian quá khứ rời về vị lai, khiến cho thời gian và thuyết pháp không chướng ngại. Cho nên các vị đừng cho rằng Phật nhất định ngồi dưới cội Bồ Đề mà chẳng đến khắp mọi nơi. Phật là hiện thân pháp giới, nói kinh pháp giới. Các vị hiện tại rất là may mắn nghe được phẩm pháp giới này. Kinh Hoa Nghiêm nói tại 7 nơi, gồm có 9 hội, các vị từ từ nghiên cứu thì sẽ minh bạch. Pháp thân là vô tại vô bất tại, cũng là thể của dụng nên có phương, được nói 7 nơi 9 hội như sau. Hội thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng nói nhân quả y báo Như Lai. Hội thứ hai tại Điện Phổ Quang Minh, Phổ Quang Pháp Đường nói pháp môn thập tín. Hội thứ ba tại Cung Trời Đao Lợi nói pháp thập trụ. Hội thứ tư tại Cung Trời Dạo Ma nói pháp thập hạnh. Hội thứ năm tại Cung Trời Đâu Xuất nói pháp thập hồi hướng. Hội thứ sáu tại Cõi Trời Tha Hóa Tự Tại nói pháp thập địa. Hội thứ bảy tại Điện Phổ Quang Minh, Phổ Quang Pháp Đường nói pháp nhân viên quả mãn. Hội thứ tám cũng tại Điện Phổ Quang Minh, Phổ Quang Pháp Đường nói pháp đại hạnh phổ hiền. Hội thứ chín tại Vườn Rừng Thệ Đa, thành Thất La Phiệt nói phẩm vào pháp giới. Hội thứ chín cho trở về Bồ Đề Đạo Tràng, vì hội thứ hai, hội thứ bảy, hội thứ tám đều nói ở tại Điện Phổ Quang Minh, Phổ Quang Pháp Đường, cho nên có 7 nơi 9 hội. Cùng với chúng thanh văn 500 vị tụ hội đều đã giác ngộ chân đế.
đều đã chứng thật tế và số pháp tánh vĩnh viễn thoát khỏi biển cõi, nương công đức của Phật lìa kiết sử ràng buộc trụ nơi vô ngại, tâm của các ngài tịch tĩnh như hư không. Ở chỗ chư Phật vĩnh viễn dứt trừ nghi hoặc, nơi biển trí của Phật đi sâu hướng vào. Ở trước là các vị đại Bồ Tát, hiện tại lại có 500 vị thanh văn A La Hán tụ hội, các ngài đều đã giác ngộ lý thể chân đế, tỏ ngộ pháp môn không điên đảo, xả lìa tất cả mê hoặc. Các ngài đều đã chứng được lý thể thật tế và sâu pháp tánh, đã vĩnh viễn thoát khỏi cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, ba biển cõi. Các ngài đều nương công đức của Phật mà sinh, nương công đức của Phật mà trụ, để tất cả sự ràng buộc, để tất cả kiết sử ràng buộc, có 5 độ sử, 5 lợi sử. 5 độ sử là tham sân si mạn nghi, 5 lợi sử là thân biên kiến giới tà, kiết là trói buộc. Các ngài đều trụ nơi hư không chẳng có chướng ngại, thân của các ngài cũng như hư không, tâm của các ngài cũng như hư không. Vì như hư không cho nên tâm của các ngài tịch tĩnh như hư không. Các ngài ở chỗ đạo tràng của Phật vĩnh viễn dứt trừ tất cả nghi hoặc, đắc được cảnh giới bất thối chuyển nơi an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, cho nên các ngài đối với biển trí của Phật tin sâu hướng vào. Do đó các ngài tinh tấn tu hành nên vào sâu biển trí huệ của chư Phật.